có một cái mong ước. Mong ước là cái ngày mà vô cái giờ cái giây phút mà chú liền đặt một trên cái đài. Chị thì đang có mặt ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận nhất thành phố Hồ Chí Minh, để quay về một cái chú đang ở chơi Hạ Quy Di Ngẫu Hưng. Hôm nay có dịp qua đây mình sẽ quay về chú cho cả nhà xem. Dạ. Có nghĩa là có người đang theo dõi.
Dạ đúng rồi chú. Quá phiêu chú, quá quá đam mê. Tôi phê, tôi phiêu rồi. Thì tôi mà phiêu không thấy gì. Cũng thấy là cái bóng dáng đó, có người, cái bóng người đó cũng xuất. Biết không bao nhiêu rõ tôi thật là nam hay nữ hay già hay trẻ bé. Nó bóng người. Tại lúc đó thấy không biết được. Nó thả theo cái cảm xúc, theo cái giai đoạn. Vui vẻ với lại cái đam mê của mình, sống lâu sống không 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 không
rồi, con cảm ơn chú nhiều chú ơi. Con cũng xin phép con về. Dạ.